Xin chào anh Hiếu ở Hà Nội, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test âm ly karaoke Jaguar PA203N trước khi giao hàng cho anh. Để mời anh, tiên mình sẽ test về phần nghe nhạc trước. Thì nó sẽ có 4 tụ lọc nguồn nha anh. Và bây giờ thì mình sẽ test luôn về micro của sản phẩm. Đây, mình sẽ mở bơm micro. Hello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, micro 1 hoạt động rất là tốt. Sẽ bắt đầu mở luôn micro 2. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, nói chung về chức năng nghe nhạc và cả hai micro đã hoạt động rất là tốt. Và bây giờ thì người sẽ bắt đầu đóng thùng số và giao hàng cho anh. Ok, anh Hiếu ở Hà Nội đã ủng hộ Nhật Audio rất là nhiều. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.